1539 một em váy sơ mi phải nói là đẹp xuất sắc luôn nè mấy chị yêu ạ. À, đầm này thiết kế sao cổ sơ mi cho mình nha. Rồi tay dài cho mình luôn, nhánh eo dáng đầm phong xòe xinh không mấy chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1539. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Giao về tới tận nhà luôn và khi nhận được hàng còn được quyền kiểm tra trước khi thanh toán nữa. Cái đầm này mang cho mình tay dài nha các chị. Trời ơi đẹp mê ly luôn ha. Nguyên một em đầm tay dài như thế này mà rất là rẻ nha các chị, chỉ hơn 300 một chút xíu thôi. Chị khách nào mình đặt hàng bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em, comment phía dưới nha em nha các chị. Mã số sản phẩm 1539 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha. Em sale ngay trong bài live stream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn. Mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1539, đầm đang mặc trên người mã số 1539. Chị nào mình đặt hàng bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em luôn. 1539 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị yêu ạ. À, đầm sơ mi tay dài về đây cả nhà ơi, quá trời chị khách đặt hàng nói em là em ơi về sơ mi tay dài đi, mấy năm nay em toàn về sơ mi tay ngắn tay lỡ không đúng không, ngày hôm nay về tay dài cho mình nha. Và em sẽ chọn cho mình chất liệu vải này là dòng vải lụa giật cao cấp. Khi mà các chị mặc lên á, sờ lên một phát cho em trời ơi nó mát lạnh luôn á, tay dài cho nên là chọn vải phải thật là kỹ đó. Các chị mặc lên nè, vừa mềm vừa mát vừa thoải mái nha, có co giãn nhẹ nhàng luôn. Và các chị mình nhìn cái form giùm em đi, trời ơi xinh quá trời qua đất này các chị. Phần chân váy em có xếp ly phía trước 2 cái đó, phía sau 2 cái cho mình luôn, xinh không có chị. Vừa che gọn phần bụng tốt nè, và nhìn vòng ba của mình nó sẽ đẹp hơn, nhìn dáng của mình sẽ cân đối hơn rất là nhiều luôn. Mã số sản phẩm 1539, đặt hàng nhớ kỹ mã số giùm em nha. Đặt hàng thiếu mã hoặc là sai mã sẽ bị bỏ qua đơn và chưa được chốt sale đâu ạ. 49kg mình mặc cho em xem mờ chị yêu ạ. Dạ đầm này chất liệu vải lụa Nhật nha chị. Đầm này thì em đúp lót cô tông bên trong cho mình luôn. Nguyên cái phần tay này em sẽ may một lớp mình mặc nó sẽ thoải mái hơn. Còn phần thân váy là em sẽ may hai lớp kỹ lưỡng cho mình. Đây, cái xếp ly phía trước hai bên như thế này, không phải là may lỡ đâu nha. Cái này em xếp ly cho mình đó. Mặc lên nè, nó ăn ngang phần bụng và đầm này bầu bì bông chân thoải mái cho em luôn. Nền vải của em váy này là màu đen nha, chấm bi nhỏ và có mít cho mình những cái hoa màu hồng hồng hơi dễ thương luôn ạ. Nguyên một em váy sơ mi tay dài chỉ có hơn 300 chút xíu thôi. Các chị đặt hàng nhớ kỹ mã số cho em nha. 1539 và kèm luôn cho em cái số điện thoại. Nguyên em đầm này không có tới 5-600 đâu các chị, rẻ lắm. Cả nhà đặt hàng nhớ kỹ mã nha, comment phía dưới cho em 1539 và kèm luôn cho em cái số điện thoại. Em giao hàng về tới tận nhà được có hàng không shop? Mới lần đầu mua hàng bên em đúng không? Mua hàng bên em lâu rồi thì mình sẽ biết rằng nhận được hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ngoài ra sẽ có thêm một cái chương trình ưu đãi nữa. Chị khách nào đặt hàng bên shop em ngày hôm nay dùng đơn hàng cho em chị 600.000 thôi là em sẽ miễn phí giao hàng toàn quốc cho mình nha. Ở đây em 52kg, em cao 1m65 và đầm này em sẽ mặc dài qua gối. Đây, mặc dài qua gối, lưng chừng tầm nửa bắp chân của em luôn ha. Tính ra cái dáng đầm này em mang cho mình tay dài, dáng cũng dài luôn như thế này. Đó, mình thích mặc dáng dài cứ để dài dài như vậy mình mặc nha. Còn nếu như mà mình đã chán mặc dáng dài rồi thì có thể lên lại cắt ngắn tùy theo thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm. Cái chất liệu vải lụa Nhật các chị mà đi tới đâu này nó đâu có khác gì vải von đâu đúng không? Đi tới đâu nó bung xòe tới đó này các chị, nó lượn lượn tới đó này. Nó mềm lắm đó nhỉ, rất là mềm, rất là mát luôn. Em váy này mặc lên không hề kém một chút xíu nào cả. Vừa tôn da nè, vừa tôn cái dáng của mình nè, cả nhà thấy không? Giống như là đo may riêng cho mình vậy đó các chị. Cái size M này em lấy ở trong shop đồ mà em về cho cả nhà mình đó, shop hàng hóa về đó. Em lấy đại một cái size M, em chỉ ủi xương xương thôi rồi em mặc lên người đó, vừa y giống như là may cho mình vậy đó. Chị nào 52kg cao mấy 65 thì mình mặc y chang như em size M ha. Còn chị khác nào mà tùy theo cân nặng với chiều cao cái chị, cũng nếu như 52kg mà cao tầm mét 55 thì mình mặc size L. Dạ rồi mới hỏi luôn, có chị 52kg luôn. Dạ vừa chị yêu ạ, 40 cho tới 65-66kg, eo tối đa tầm 85-86 độ, về mặc đẹp thoải mái cho em luôn nha. Tay lỡ, ủa tay dài cho mình thấy mặc tay lỡ, sửa tay lỡ được chị. Đây chỉ cần ấy như vậy thôi. Ở đây chị yêu mình nhìn giùm em đó, cái phần tay này có cộng thun. Chị Ngọc An, chị Thùy Linh, em thấy chị yêu ơi cứ việc đặt hàng đi, cái cộng thun này nó cũng tương đối là to cho mình, không quá to nhưng mà nó không nhỏ, cho là khi mà mình mặc mình đi chơi đi tiệc đi làm gì đó không có sợ bị đứt cái phần thun này luôn. Em may rất là kỹ cho mình ha, form sơ mi cho mình luôn nè, tay dài luôn nè các chị. Đầm anh sói em chuyên về thời trang trung niên và thường á, đầm trung niên cả nhà thấy trên thị trường 500-700 thậm chí là cả triệu cũng có. Và đây là hàng thiết kế độc quyền của riêng em, không có nhà nào có cả, nhưng mà chỉ hơn 300 một chút xíu thôi. Chị khách nào mình đặt hàng lên đơn sớm nha, mã số sản phẩm 1539 và kèm luôn cho em cái gì đó chị, số điện thoại. Chị Lan Hoa ok có đơn hàng, chị Kim Tiền ok chốt 49kg xem mờ cho em, chị 65kg mặc vừa hôm sau.
shop. Dạ vừa chị, tại vì đang có đầy đủ size á, size lớn, size bé em đều có hết. 40 cho tới 65 66 kg, eo tối đa tầm 85 66 độ, về mặt đẹp thoải mái nha. Nhanh tay đặt hàng sớm cả nhớ, đồ có đúng một màu thôi đó, mà cái ga màu này dễ mặc cực kỳ luôn, da trắng mặt đẹp, da ngâm diện luôn. Ok cho em luôn nha. Rất là tiểu thư cho mình, chỉ có bao nhiêu cả nhớ, hơn 300 một chút xíu thôi. Mã sản phẩm 1539. Đặt hàng nhớ kỹ mã số sản phẩm, kèm luôn cho bác sĩ mạng tư vấn luôn nha.